Hiền nhá. Lâu lắm rồi anh em mình không gặp. Có nhớ nhau tí nào không đây? Tao nhớ bố nhớ mẹ tao chứ ai nhớ mày. Mà tao thì đã lâu lắm rồi không muốn đánh nhau rồi. Cho nên là chúng mày đừng để tao nóng. Tao mà nóng lên á, mệt đấy. Làm sao? Thế nào? Làm sao? Làm sao? Ông... Đây! Khoai tây chiên. Đây nha, bọn tao có trà sữa nè. Pizza. Đây là tteokbokki. Ca ơi, sao đại ca biết hôm nay bọn nó ra đây thách đấu? Cái thằng này, mày không biết hay là mày giả vờ quên đấy? Dạ, em không biết thật mà. Chỉ nhớ mày kém thế. Chơi game ít thôi, đầu óc hỏng hết rồi. Nói trước quên sau. Mày không nhớ là trước tao bảo với bọn nó rằng là cứ đến ngày này hàng tháng là phải gặp nhau để thách đấu nhau à? Dạ, em nhớ rồi ạ. Từ giờ, mày bỏ chơi game ngay cho tao nhá. Không là tao không cho mày làm đệ tử của tao nữa đâu đấy. Dạ vâng, nhưng mà đại ca ơi. Sao hả Khoai? Thằng Sắn nó chỉ là trẻ trâu mà chị cũng đi tin nó à? Chắc là nó không giữ lời hứa đâu. Mày yên tâm, đúng là nhìn bọn nó trẻ trâu thật, nhưng mà nhìn bọn nó uy tín phết đấy mày ạ. Em không tin thằng Sắn đâu. Chị tin nó thì chị ở đây chờ đi, em đi chơi đây. Ôi cái thằng này. Đại ca ơi, không biết bọn nó ở đâu nhở? Mày cứ đi theo tao. Tao xin lỗi mày nhá. À, thằng Khoai ngáo này. Mà chúng mày đi đâu ấy? Còn đi đâu nữa? Mày không biết hôm nay là ngày gì à? Thằng này nhìn ngáo ngáo thế này chắc không biết gì đâu. Đừng bảo là chúng mày đi thách đấu với bọn tao nhá. Đúng rồi. Thôi chết rồi, tao phải về đây. Ngáo vãi trưởng. Quá ngáo. May hai anh em mình không có ai ngáo như nó. Chị Đại ơi. Làm sao làm sao? Đúng như lời chị nói. Bọn nó đến thách đấu gì chị ơi? Đấy, tao đã bảo mày rồi. Thế mà mày bảo là bọn nó không uy tín. Bây giờ mày thấy chưa? Mà sao mà nhìn mày run đấy? Chỉ là thách đấu ăn uống thôi mà có gì đâu mà phải sợ. Dạ vâng. Lên đây. Dạ vâng. Chào bạn Hiền nha. Lâu lắm rồi anh em mình không gặp. Có nhớ nhau tí nào không đây? Tao nhớ bố nhớ mẹ tao chứ ai nhớ mày. Thì tao có bắt mày nhớ tao đâu. Tao chỉ hỏi thế thôi mà. Làm gì mà căng. Thôi, chúng mày thông cảm. Thằng Khoai thì nó có biệt danh là Khoai ngáo rồi. Chúng mày cũng biết rồi có gì. Nên là chúng mày đừng có chấp nó là cái gì cả. Chấp nó thì chỉ có là đánh nhau to thôi. Mà tao thì đã lâu lắm rồi không muốn đánh nhau rồi. Cho nên là chúng mày đừng để tao nóng. Tao mà nóng lên á, mệt đấy. Tao mà nóng lên á, mệt đấy. Trời lạnh thế này, chị không nóng được đâu. Nếu mà nóng á, đại ca em nóng từ lâu rồi, chứ không đến lượt chị đâu. Sắn ơi, mày khịa ít thôi. Chị ơi, thằng Sắn nó khịa chị kìa. Hay là mình đánh nhau luôn đi. Thách đấu gì tầm này. Im mồm, thời buổi bây giờ ai còn đi đánh nhau nữa. Đúng là trẻ trâu. Thôi. Tóm lại là bây giờ tao cũng không muốn đánh nhau. Chúng mày cũng không muốn đánh nhau đúng không? Thế thì chúng mình vui vẻ lên. Nào, cười lên nào. Ôi ôi. What? Cười không đại ca? Cười đi, sợ đi. Nãy thằng Sắn hỏi là có nhớ nhau không? Thì bây giờ tao thay mặt cả thằng Khoai trả lời chúng mày là tao cũng nhớ chúng mày lắm. Cho nên là ngày hôm nay bọn tao mới có hộp quà này để đứng ở đây đợi chúng mày đến thách đấu cùng bọn tao. Thế thì anh em mình nói ít thôi. Thách đấu ở đâu? Đi theo tao. Đi. Làm sao? Thế nào? Làm sao? Làm sao? Sao? Làm sao? Làm sao? Sao? Làm sao là làm sao? Sao cũng được. Làm sao? Đúng rồi, làm sao? Sao cũng được là sao? Đúng rồi, là sao? Bọn tao bảo là làm sao cũng được, rõ chưa? Bọn mày làm sao cũng được à?
bọn tao làm sao cũng được, ok? Thế tóm lại làm sao là làm sao? Bọn tao không biết. Thế chúng mày biết không? Lúc đầu thì biết nhưng mà nói đi nói về thì không biết nữa rồi. Khoai, mày biết không? Em không biết. Thế chúng mày hẹn bọn tao ra đây làm gì ấy nhở? À ừ nhở, thách đấu mà nhở. Sao cứ làm sao đấy? Thôi, bây giờ cũng làm sao nữa. Bây giờ thách đấu đi. Thách đấu thì thách đấu. Bây giờ ai thách đấu trước? Nhường cho đời cái trước. Xin mời. Ok. Mau ra đi, mau ra đi. Xem có gì hấp dẫn không nào. Mở mắt to ra mà nhìn nha. Đừng có nhắm mắt nha. Xem ta đây. Món đầu tiên này, khoai tây chiên. Wow, ngon đấy. Thôi, chúng mày ăn đi. Mời đợi bạn nha. Ăn đi sẵn. Dạ vâng. Ngon. Ngon quá. Đại ca ơi, xem đến lượt mình chưa? Từ từ, cho bọn nó ăn đã. Đến lượt chúng mày rồi, thể hiện đi. Ok. Yeah! Xem ta đi. Yeah! Đây, chân gà đây. Ăn đi khoai. Không. Chúng mày có thấy ngon không? Có, nhìn ngon thế. Có muốn ăn không? Có, cho xin miếng. Ok, há mồm ra. Ngon ngon. Ngon đấy. Của chúng mày ngon quá. Bây giờ cái khoai tây chiên với cái chân gà của chúng mày thì của bọn tao thua rồi nha. Thua là rõ. Chúng mày móc to chết đi. Đây nha, bọn tao có trà sữa nè. Này. Còn đây là hồng trà sữa. Đây là trà sữa vị xoài nha. Uống đi, sẵn. Được đấy, được đấy. Ngon. Đến lượt chúng mày ở đây. Ok, xem bọn tao đây nhá. Đây, đây là vị khoai môn. Này, khoai, uống đi. Được không? Còn tao, vị, đây là trà sữa trân châu đường đen. Đấy, uống là phải lăng như thế này, uống nó phê nè. Ngon. Xem bọn tao có gì này. Wow, pizza. Cái này thì chắc chắn rồi, mày không có rồi. Sẵn, ăn đi sẵn. Ui, nhìn này. Xế quá. Pizza. Bọn mày có pizza thì bọn tao có đùi gà. Không ai hơn ai đâu. Chiến đi khoai. Cầm hai cái lên. Ngon. Wow.
à, đây ba vị luôn. Đây là khoai lang kén, đây là hạt thập cẩm, đây là xúc xích nha. Ăn đi sẵn đây. Vâng. Xúc xích nha. Ủa, to đấy nhỉ. Đây, đây chính là phô mai. Còn cái này là chả thịt chiên. Ủa, ăn đi coi ơi. Đây, nhìn rất là ngon luôn. Đây là tteokbokki. Sẵn ăn đi. Tteokbokki à? Xem đây. Wow. Wow, đây là thịt thịt nướng. Quay. Đây, cầm hai xiên nữa. Đấy. Wow. Mời chúng mày nhá. Ngon lắm rồi. Tấm đó. Tuyệt vời. Ngon lắm. Wow. Wow, đây là cánh gà, còn đây là sushi. Ăn đi sẵn đây. Vâng. Đây nha, sushi nha. Ồ, sushi à? Ngon thế. Của bọn tao cũng ngon lắm đây. Đây nha, cánh gà đây nha. Bỏ này ra khoai. Đây. Đây là khoai môn chiên. Này ăn đi khoai. Wow. À. Ngon. Đây. Phô mai chiên. Ăn đi sẵn. Vâng. Ôi trà sữa đây quay. Đây là vị sô-cô-la. Đây. Lại là trà sữa vị khoai môn. Uống nó phải dùng hai ống này ôm nó mới đá này. Wow. Đây. Đây là trà sữa vị sô-cô-la của sẵn này. Đây là trà sữa vị xoài nha. Vị này ngon đấy nhở. Rồi.